Chương trình ngày mới của kênh truyền hình BRT tiếp nối với thông tin giá cả thị trường. Hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị thông tin về giá cà phê, giá lúa cùng thông tin về giá heo hơi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Giá cà phê trong nước vừa quay đầu giảm sâu sau nhiều phiên tăng liên tục, mức giảm khoảng 1.000 đến 1.200 đồng một ký. Mặc dù vậy, giá cà phê vẫn đứng ở mức cao từ 81.800 đến 82.600 đồng một ký tại các tỉnh Tây Nguyên. Cũng trên đà giảm mạnh, giá lúa hôm nay tụt 1.200 đồng một ký. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bình quân giá lúa tươi được các thương lái mua tại ruộng dao động quanh mốc 7.100 đến 8.000 đồng một ký. Lúa thơm OM18 giá quanh mức 7.200 đến 7.600 đồng một ký. Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng và dao động quanh mức 54.000 đồng một ký đến 58.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi đang dao động ở mức từ 56.000 đến 57.000 đồng một ký. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi ở mức 55.000 đến 58.000 đồng một ký. Ở khu vực phía Nam, giá heo hiện ở mức từ 54.000 đến 58.000 đồng một ký.